Chào mừng các bạn đến với bản tin eSports 360 ngày 17 tháng 6 của Tron eSports. Và ngay bây giờ hãy cùng Tron eSports điểm qua các tin chính có trong hôm nay nha. Công bố 5 thành phố của Trung Quốc tổ chức chung kết thế giới 2021. VCS công bố thể thức thi đấu để chọn ra 2 đại diện tham dự chung kết thế giới 2021. Levi lần đầu tiên lên tiếng nói về chuyện lương thưởng tại VCS. Fan nữ tuyên bố thưởng nóng nếu G2 eSports vô địch chung kết thế giới 2021. Công bố 5 thành phố của Trung Quốc tổ chức vòng chung kết thế giới năm 2021. Mới đây, Riot Games chính thức công bố 5 thành phố diễn ra giải chung kết thế giới 2021 vào cuối năm nay. Giải đấu Liên minh Huyền thoại hàng đầu thế giới sẽ diễn ra tại Thượng Hải, Thanh Đảo, Vũ Hán, Thành Đô và Thâm Quyến, Trung Quốc. Trận chung kết thế giới 2021 sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11 tại trung tâm thể thao Universiade, Thâm Quyến, Trung Quốc. Tại đây, sức chứa có thể lên tới 60.335 khán giả. Đây cũng là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Thâm Quyến nổi tiếng. Trước thông báo của Riot Games, người hâm mộ quốc tế tỏ ra ngao ngán khi chung kết thế giới một lần nữa tổ chức tại Trung Quốc. Họ sở hữu dàn khán giả nhạt nhẽo nhất tôi từng thấy, tài khoản AAD bình luận. Trong khi đó, nhiều người không mấy hài lòng khi Trung Quốc được tổ chức hai kỳ chung kết thế giới liên tiếp. Điều này đi ngược với mục tiêu của Riot Games là mang chung kết thế giới đến tất cả các khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, ban tổ chức đi tới quyết định này là do tình hình dịch bệnh phức tạp. Trước đó, nước chủ nhà đã sắm sửa cơ sở vật chất cho chung kết thế giới 2020 nhưng không được sử dụng tối ưu. Ở kỳ chung kết thế giới năm 2021, Riot Games sẽ tận dụng những gì đã được chuẩn bị từ kỳ chung kết thế giới 2020. Hiện tại, chung kết thế giới 2021 vẫn chưa có nhiều thông tin ngoài thời gian và địa điểm được Riot Games tiết lộ. Số tấm vé dự chung kết thế giới 2021 của từng khu vực chưa được ấn định. Dự kiến Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ là hai khu vực có tới 4 suất dự chung kết thế giới ở mùa giải này. VCS công bố thể thức thi đấu để chọn ra hai đại diện tham dự chung kết thế giới 2021. Mới đây, ban tổ chức của VCS đã đưa ra thông báo về quyết định thay đổi thể thức của vòng play-off tại VCS mùa hè 2021. Đáng chú ý là việc Việt Nam vẫn có hai suất tham dự giải đấu chung kết thế giới 2021 giống như hai kỳ chung kết thế giới trước đó. VCS mùa hè 2021 sẽ chính thức ấn định thời điểm khởi tranh vào ngày 24 tháng 6 tới đây với sự góp mặt của 8 đội tuyển bao gồm Gam Esports, Saigon Buffalo, Team Secret, Cyberus Esports, SBTC Esports, Team Flash, Border Sky Esports và Luxury Esports. Như vậy, so với VCS mùa xuân 2021, giải đấu mùa hè không chào đón cái tên nào mới, khi BTS và Luxury đều đã trụ hạng thành công sau khi vượt qua vòng thăng hạng VCS mùa hè 2021. Một trong những cập nhật đáng chú ý nhất của giải đấu mùa hè chính là việc thay đổi thể thức thi đấu play-off. Khác với giải mùa xuân, play-off VCS mùa hè 2021 sẽ áp dụng thể thức nhánh thắng nhánh thua. 5 đội đứng đầu bảng sẽ giành 5 tấm vé tham dự vòng play-off. 4 đội tuyển xếp từ top 2 đến top 5 sẽ thi đấu 2 trận mở màn. 2 đội thắng sẽ lọt vào vòng trong, 2 đội thua sẽ xuống đánh ở nhánh thua. Các đội sẽ lần lượt thi đấu theo thể thức bậc thang, trong khi đó đội tuyển top 1 vòng bảng sẽ được vào thẳng chung kết nhánh thắng. Đội giành thắng lợi ở chung kết nhánh thắng và chung kết nhánh thua sẽ gặp nhau ở chung kết tổng và nắm chắc 2 tấm vé đại diện cho VCS tham dự chung kết thế giới 2021. Đội vô địch VCS mùa hè 2021 sẽ có vé tiến thẳng vào vòng bảng, trong khi đó đội Á quân sẽ có vé tham dự vòng play-in. Với thể thức này, đội top 1 vòng bảng sẽ được trao nhiều lợi thế hơn, khi họ chỉ cần tham gia tối đa 2 trận đấu và chỉ cần thắng trận bèo nằm chung kết nhánh thắng là đã có tấm vé tham dự chung kết thế giới. Theo như bình luận viên Hoàng Luân, với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại, cơ hội để VCS có mặt ở chung kết thế giới 2021 là rất thấp. Hiện tại các đội VCS vẫn có thể lên đường tham gia giải đấu, nhưng ở chiều quay trở về thì sẽ vô cùng khó khăn do công tác phòng chống dịch bệnh cần hạn chế về kiểm soát vấn đề xuất nhập cảnh. Levi lần đầu tiên lên tiếng nói về chuyện lương thưởng tại VCS. Mới đây, Đỗ Levi Duy Khánh, tuyển thủ đi rừng của Gam Esports đã tham gia phỏng vấn với kênh WPVN. Trong buổi trả lời phỏng vấn này, Levi đã có nhiều chia sẻ về câu chuyện đổi chủ của Gam Esports, những thực trạng trong làng Esports Việt Nam thời điểm hiện tại. Nói về thương vụ chuyển giao quyền sở hữu của Gam Esports cho NRG, Levi cho biết thương vụ này đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực đối với nội bộ Gam. Về phía các tuyển thủ, họ được tiếp cận với tư duy và cách xây dựng một tổ chức chuyên nghiệp của những nhà đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, chế độ đãi ngộ của NRG đối với các tuyển thủ cũng được nâng cao hơn. Các tuyển thủ được tăng lương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần với việc được sở hữu một game hào riêng chuyên biệt về eSports, có đầy đủ cơ sở vật chất tối ưu phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, luyện tập và cả cải thiện sức khỏe. Khi được hỏi về chế độ đãi ngộ cùng những lùm xùm và đồn thổi xoay quanh vấn đề lương thưởng của các tuyển thủ tại giải đấu VCS, anh chia sẻ: "Hiện tại chế độ đãi ngộ của Liên minh Huyền thoại Việt Nam đã tốt hơn rất nhiều so với hồi xưa. Tuy nhiên, nếu so với các khu vực khác trên thế giới thì đãi ngộ tại VCS vẫn rất thấp. Còn về các lùm xùm ở thời điểm hiện tại, mình chỉ có thể nói là hợp đồng giữa tuyển thủ và đội tuyển không thể nào được ký kết nếu không có
có sự đồng thuận và hài lòng từ cả hai phía. Ở thời điểm bị lôi vào vụ việc Zeroth tố gam nợ lương, thưởng, trả thù lao thấp cho tuyển thủ, Levy vẫn giữ thái độ im lặng, không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào. Lần xuất hiện trên kênh WePVN cũng là lần hiếm hoi Levy đưa ra quan điểm về vấn đề này. Fan nữ tuyên bố thưởng nóng nếu G2 Esports vô địch chung kết thế giới 2021. Có lẽ nếu ai là fan của G2 Esports hay ít nhất là thường xuyên theo dõi tin tức liên quan đến rạp xiếc quốc dân của làng Liên Minh Huyền Thoại, thì chắc chắn không lạ lẫm gì cái tên Parvati, cô nàng fan cứng mang hai dòng máu Đức và Hà Lan của G2. Trên trang cá nhân, Parvati cũng không ngần ngại bày tỏ tình yêu lớn dành cho G2 khi sở hữu rất nhiều áo đấu cũng như ấn phẩm liên quan đến đội tuyển này. Đặc biệt năm ngoái, Parvati đã làm cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại xôn xao khi tuyên bố chắc nịch nếu G2 Esports vô địch chung kết thế giới, tôi sẽ làm ngay một phim người lớn trong trang phục của đội. Ai cũng biết G2 là một trong những đội tuyển mạnh của hàng top thế giới, thế nhưng họ cũng ít khi có được thành tích tốt tại đấu trường thế giới dù đã làm bá chủ châu Âu từ lâu. Năm 2019, họ vô địch MSI nhưng lại thua trắng 0-3 tại chung kết thế giới. Tuy nhiên, hành động khích lệ tinh thần của Parvati khi đó nhận được vô số lời tán thưởng, nhất là từ fan của rạp xiếc quốc dân. Năm nay đến hạn lại lên, Parvati lại tiếp tục có dòng tweet mới trên trang cá nhân. Phim người lớn nếu G2 Esports vô địch chung kết thế giới. Bên dưới bài đăng, ngay lập tức có người nhắc lại lời hứa hẹn của cô nàng hot girl này hồi năm ngoái và được Parvati giải thích là không phải cô lừa dối fan mà do G2 không vô địch chung kết thế giới đấy thôi. LEC mùa hè 2021 đã diễn ra từ ngày 11 tháng 6 và G2 Esports đang có thành tích 2 thắng và 1 thua trước Shanker 04. Đội tuyển hiện tại được giữ bộ khung từ mùa xuân 2021 và khi G2 Esports vào form và đánh nghiêm túc, fan hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào việc gánh xiếc có thể đạt được những thành tích cao cũng như ngóng chờ lời hứa hẹn của cô nàng Parvati trở thành hiện thực.